Tử vi tuổi Tân Mão 1951 tháng 8 âm lịch. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mỗi một tuổi đều có sự may mắn thành công riêng của mình, tuổi Tân Mão 1951 cũng vậy, họ là những người hiền lành, ngay thẳng. Vận trình của họ trong tháng 8 âm lịch cực kỳ hanh thông, thuận lợi, có được một cuộc sống giàu sang như ý. Trong cuộc sống, ai cũng muốn mình được thành công, chạm đến đỉnh cao của vinh quang. Nhưng vận mệnh của mỗi người đều khác nhau, có năm tốt cũng có năm xấu. Sau đó, việc xem tử vi trở thành thói quen của nhiều người dân Việt Nam. Đây là cách để gia chủ nắm rõ vận mệnh của bản thân trong tháng 8. Qua là số tử vi tháng 8 âm lịch, gia chủ tuổi Tân Mão 1951 sẽ hiểu rõ được về vận mệnh của mình ra sao, cơ duyên nào mang đến cho bản thân những thành công, đột phá, khiến cho hầu hết các con giáp phải nể phục, ghen tị. Nắm được vận trình của mình sẽ giúp gia chủ Tân Mão biết được những điều tốt để phát huy, tránh được những điều xấu đến với cuộc đời. Để tìm hiểu cụ thể hơn, hãy cùng kênh Phong thủy Gia Cát khám phá phần luận giải tử vi tháng 8 cho tuổi Tân Mão sinh năm 1951 ngay sau đây. Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ Tân Mão sinh năm 1951 tháng 8 âm lịch năm 2021. Người tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nam mệnh có mệnh tùng bách mộc, gỗ cây tùng, là những người thích yên tĩnh, có tính cách ôn hòa. Người này có phần thiếu quyết đoán, kém nhanh nhạy nên hay bỏ lỡ những thời cơ tốt. Sống rất tình cảm với mọi người, tuy vậy họ lại hay tiêu xài hoang phí, không biết tiết kiệm tiền bạc. Tân Mão là người thông minh, đôi khi sắc sảo hơi thái quá, thậm chí có thể là người láo lỉnh, nhiều trò. Về mặt ưu điểm, họ là một kho ý tưởng tuyệt vời, hết sức thao vát. Họ có thể dễ dàng tìm đủ cách để thoát khỏi bế tắc. Người Tân Mão sống rất tham vọng, thường được đảm bảo về tài chính, nhất là nếu không dính vào cờ bạc. So với các tuổi Mão khác, Tân Mão tỏ ra kiên định hơn cả về tâm lý lẫn thể chất. Tuy nhiên, họ lại kém mềm dẻo và ít khi nghe theo lời khuyên của người khác. Điều này có thể ảnh hưởng không tốt tới các mối quan hệ và công việc. Với bản chất lãng mạn, họ chỉ làm việc hiệu quả khi hứng khởi, có thể rơi vào tâm trạng buồn chán. Tân Mão tin tưởng tuyệt đối ở thị hiếu của mình, âm nhạc và hội họa có thể khiến tâm hồn họ rung động. Họ luôn hết mình, toàn tâm với tất cả những việc mình làm. Mọi người sẽ thấy trong tình yêu, dưới vẻ bề ngoài không mấy nồng nàn, là một trái tim mãnh liệt. Vào tháng 8 âm lịch, người tuổi Tân Mão nhìn chung mọi phương diện đều bình ổn. Vì những người còn đi làm, công việc có chiều hướng nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, gia chủ nên nhớ, ở độ tuổi này, sức khỏe là vấn đề đặt lên hàng đầu. Đừng quá nặng lòng với công việc mà quên việc chăm sóc bản thân và khám định kỳ. Đến khi có cơ sự gì thì nhiều tiền cũng không giải quyết được vấn đề. Tân âm kim gặp đinh âm hỏa, gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, gia chủ Tân Mão sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý, cẩn thận xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận, có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, kênh Phong thủy Gia Cát nhắc nhở tuổi Tân Mão cần phải cẩn trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bản mệnh đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Sự nghiệp của những người tuổi này không có những bước tiến rõ ràng, bởi vì hầu hết gia chủ đều đã nghỉ hưu hoặc đang dần rời xa công việc. Với những người vẫn còn làm việc, nhân duyên tốt, con giáp này được quý nhân chỉ lối dẫn đường, giảm bớt được vô khối những khúc đường vòng. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉnh chu trong công việc, nếu không sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở, lấy mất vị trí. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp gia chủ hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang
chi chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Xem tử vi tháng 8 năm 2021 âm lịch, tuổi Tân Mão không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Có quý nhân trợ giúp, chuyện làm ăn buôn bán của con giáp này tiến triển khá tốt, tìm được nhiều cơ hội phát triển. Tuy vậy, bản mệnh cần phải tham gia nhiều vào các hoạt động tiệc tùng, xã giao nên chi tiêu tốn kém. Công việc phát triển ổn định nhưng chưa gặt hái được thành quả rõ ràng nên không có thêm các khoản thu nhập phụ. Chính vì vậy, bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình trạng sức khỏe của những người tuổi Tân Mão có dấu hiệu giảm sút ít nhiều so với trước đây. Các chứng bệnh cũ có thể tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi xa quá nhiều, không nên để thân thể mệt mỏi kéo dài. Nếu có bệnh thì nên chú ý chuẩn bị thuốc men đầy đủ trước khi ra khỏi nhà. Năm nay không phải là một năm thuận lợi đối với bản mệnh, vì thế tránh việc di chuyển, sửa sang nhà cửa, người cao tuổi cần chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nếu chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái, vui vẻ, đồng thời cần có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý. Nếu con cháu trong nhà bận rộn không có thời gian chăm sóc, bầu bạn, mệnh chủ có thể tham gia vào các hoạt động phù hợp với sức khỏe của mình, tăng cường giao lưu với những người cùng độ tuổi sẽ giúp cải thiện tâm trạng. Gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ Tân Mão, sinh năm 1951. Thứ tư, về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng 8 năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho tuổi Tân Mão. Những người tuổi Tân Mão cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời, lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, hai người có thể cãi nhau hoặc có nhiều quan điểm khác nhau. Ngay cả khi giận dữ, nó cũng sẽ không tồn tại lâu hay dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc hai người đã sống với nhau trọn đời, vì vậy biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc, bao dung. Tháng 8 âm lịch, gia đình sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng một cách thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm của gia đình. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2021, tháng Đinh Dậu năm Tân Sửu. Tháng 8 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 8, kết thúc vào ngày 29 tháng 8, từ ngày mùng 7 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch. Tháng 8 Đinh Dậu nạp âm Sơn Hạ Hỏa, ngày Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu, tị thành kim cục, xung Mão, Hình Dậu, Hại Tuất, pha Tý, tuyệt sân. Đối với người tuổi Tân Mão, tháng 8 âm lịch cần tránh các ngày. Thứ nhất, ngày âm lịch mùng 4 tháng 8, từ ngày mùng 10 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Tân Dậu, nạp âm Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch 16 tháng 8, từ ngày 22 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Quý Dậu, nạp âm Kiếm Phong Kim. Ngày âm lịch 28 tháng 8, từ ngày mùng 4 tháng 10 dương lịch, nạp giáp Ất Dậu, nạp âm Tuyền Trung Thủy. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Tân Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Mão tháng 8 âm lịch năm Tân Sửu 2021. Ngày âm lịch mùng 5 tháng 8, từ ngày 11 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Nhâm Tuất, nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch 17 tháng 8, từ ngày 23 tháng 9 dương lịch, nạp giáp Giáp Tuất, nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Ngày âm lịch 29 tháng 8, từ ngày mùng 5 tháng 10 dương lịch, nạp giáp Bình Tuất, nạp âm Ốc Thượng Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, quý vị hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
năm Tân Sửu 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Tân Mão sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Tân Mão. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trên đây kênh phong thủy Gia Cát đã chia sẻ với quý vị về tử vi chi tiết của tuổi Tân Mão 1951 tháng 8 âm lịch. Hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay sẽ giúp mọi người có thêm những kiến thức hữu ích, tránh hung, hóa cát để có thể gặp được nhiều may mắn hơn trong tháng 8 âm lịch. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn để thách thức chúng ta lớn hơn. Vậy nên mọi người đừng quá bi quan, hãy vững bước tiến lên, vượt qua mọi thử thách ấy để hoàn thành sứ mệnh của bản thân mình. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian vừa qua. Mọi người đừng quên like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.